kèm theo tiếng oe oe là cả đống hổ lốn bị vân nôn ra ngoài căn phòng sực lên mùi chua nồng của thức ăn chưa được tiêu hóa thảo long ngay đến đỡ lấy người vân để cho cô ta nôn hết rồi mới dìu cô ta đến chiếc giường cạnh đó mặc cho vân vẫn la bai bài và hất tay đuổi thảo đi cút ra ngoài không cần cô lo biến đi mặc xác tôi thảo lắc đầu đi ra ngoài tìm người vừa lúc khiêm đi đến thấy thảo thì hỏi Đi đâu đấy cô em Hết khách rồi à Dạ phòng tôi hết khách rồi Tôi chở mi À mà có một nữ tiếp viên bị ói ở trong phòng nghỉ Anh vào xem thế nào đi Anh ta đi vào Thấy cô gái nọ Thì nhăn mũi bịt miệng lại nói Ghê chết đi được Cô biết thừa tiểu lượng của mình Tại sao không ra nhà vệ sinh mà móc cái họng ra Uống cho cố vô Bây giờ mở ở đây Ai dọn Anh Khiêm à Em... em mệt quá Khiêm móc bộ đàm ra gọi cho ai đó Được chừng 5 phút sau Thì nhân viên vệ sinh Cầm cây lau nhà lên dọn Nhìn thấy Thảo cô này lắc đầu nói Cái cô Vân này 10 lần uống thì xỉn hết 8 Yếu mà còn ra gió Giờ chỉ khổ tôi thôi Vân lúc này đã gục hẳn đầu xuống bàn Có vẻ như cô ta đã quá mệt Nên dịu đi không biết gì nữa Hôm đó Thảo đã phải chờ mi đúng một tiếng rưỡi đồng hồ Thì khách mới về Nhìn mi rượu dã không muốn bước Mà Thảo cám cảnh cho bạn Lúc rời khỏi quán Hảo tên thanh niên lúc chiều đến đón Giờ lại đưa hai cô về Vừa vào tới phòng mi đổ vật ra giường nói Mệt chết tao mày ạ à, Không ngờ kiếm tiền lại khó đến thế Nói xong mi móc từ trong áo ngực ra mấy tờ tiền Giờ lên trước mặt nói Khách bo nè Vậy mà cũng được 500 Thảo ơi Thôi thì vì tiền đành chịu khó vậy hôm nào cũng được như này thì thích nhỉ không thấy thảo nói gì mi ngẩng lên nhìn bạn hỏi mày được khách bo nhiều không thảo lắc đầu chán nản không may là phòng đó có gặp vợ chồng rủ nhau đi hát nên họ rất lịch sử giá phòng nào cũng được như vậy thì đỡ tao sợ cái chốn xô bồ này quá mi chép miệng nói cứ như mày á thì đói dài răng khách tử tế thì họ chả bo đâu gặp mấy thằng chịu chơi tôi có hơi khó chịu chút nhưng bù lại nó bo cho nhiều Kiếm tiền chưa bao giờ là điều dễ dàng Nên tao chấp nhận Dần dần sẽ quen thôi mà Mày cũng tập quen dần đi Thảo biết mi có suy nghĩ khác mình Còn cô chỉ mong mỗi ngày trôi qua thật nhanh Và mong mình sẽ tìm được một công việc khác Lượng thấp chút cũng được Nhưng không phải là làm cái việc nhơ nhớp này Ai dám đảm bảo rằng Mình sẽ không sa ngã chứ Có thể một lần, hai lần có thể từ chối được nhưng nhiều lần bị gạ gẫm Trước sự mê hoặc của đồng tiền Liệu khi đó các cô có giữ được mình mãi không Đành rằng quán không cho tiếp viên đi khách Sau một khi đã bị đồng tiền sai khiến Thì họ thiếu gì cách Thảo bỗng dùng mình Khi nghĩ đến những cạm bẫy Luôn rình rập xung quanh Cô có mù đâu mà không nhìn thấy Đôi mắt hau háu của những gã đàn ông nơi đây Thấy bạn vẫn im lặng Bị đập vào người Thảo một cái Lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ thảo lúc này mới lên tiếng chắc tao sẽ tìm việc khác mi ạ à? ở đây không phù hợp với tao mày không sợ sao nếu cứ làm việc ở đây tao sợ sẽ đánh mất mình mi trở thở dài đánh rượt rồi mới buông lời biết đi đâu và làm gì bây giờ chúng mình từ quê ra tỉnh chân ướt chân ráo như bỏ đội nón có quen biết ai đâu mà đòi kiếm việc khác nãy tao nghe thấy đứa kia nói quán còn thuê cả bảo kê đấy một khi vào đây rồi Thì không thoát được đâu Đứa nào mà trốn họ bắt được còn cho ăn no đòn ấy chứ Không những bị đánh cho bầm dập te tua Rồi thì hết đường làm ăn Xui xẻo còn hết đường về quê mẹ Ui Biết như vậy mà mày vẫn dấn thân vào sao Làm cho họ hay không Là quyền của mình chứ Tao thấy mình đã chót dại Nhận tiền của anh Thành rồi Chứ không thì Tao sẽ cố làm một tháng Đủ tiền trả nợ Rồi rời khỏi đây luôn Hãy nghĩ lại đi mi tương lai của bọn mình còn dài sau này còn chồng con nữa mày thử nghĩ xem chẳng thằng đàn ông nào chấp nhận lấy một con vợ làm tiếp viên quán karaoke tay vịn hết người này tới người khác nắn bóp sở mó đâu thôi đi bà cụ non mình phải khôn chứ ai lại để cho người yêu phát hiện ra mà chuyện đó còn xa lắm lo sớm làm gì cho mau già kệ nó đi thôi tao mệt quá đi ngủ nhé nếu để báo thức ngày mai dậy trước nửa tiếng nha Thảo lắc đầu ngao ngán Thế mày không định ăn sáng cứ thế đi làm à Tao để báo thức 8 giờ nhé Không thấy mi nói gì Chỉ nghe tiếng thở đều đều phát ra Vậy là nó đã ngủ rồi Chắc là mệt quá đây mà Thảo thì trái lại Hai mắt cô cứ mở trong trong Chả tài nào ngủ nổi Viễn cảnh về một tương lai mờ mịt Hiện ra trước mắt Thảo quyết tâm bằng mọi giá Kiểu gì cũng phải rời khỏi cái nơi tăm tối này Gần sáng giấc ngủ mệt mỏi Mới đến với cô Người ta nói không ai may mắn mãi Cũng chẳng ai xui xẻo dài Quả là đúng như vậy Thảo có thể tránh được hôm đầu tiên Nhưng đến hôm thứ hai, thứ ba Thì không được như thế Cho đến một hôm cô được đẩy vào phòng karaoke Vừa vào tới nơi Đã thấy một đám người ngồi ngả ngốn Lố nhố cả nam lẫn nữ Khoảng gần chục người Vừa nhìn thấy cô Cả bọn đưa tay lên huyết sáo Tỏ vẻ phấn khích một thằng cất giọng cợt nhà Gà mới là bọn bay Trông em này ngọt nước ra phết Bố đây ngồi với bọn anh nào Xả dạ, canh hát bài gì để em chọn ạ à? Em cứ mở cái bài nào bốc bốc ý Càng sung càng tốt Bọn này đang phê đây Nói rồi Thằng này cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người Rồi vứt ngay xuống ghế Để lộ ra những hình xăm hổ báo cáo trồn Bà cô gái ngồi bên cạnh Cô ăn mặc cực kỳ nóng bỏng Hở hang Thân hình bắt đầu lắc lư uốn éo Một tên với lấy lon thay gơ Trước mặt và nói Giờ chỉ có ngồi ngắm gái là ngon thôi Em này xinh nhỉ Có đi overnight với bọn anh không Yên tâm không sợ thiệt đâu Bọn này sẽ bo đẹp cho em Ok Thảo chưa kịp mở lời Thì một cô nàng lên tiếng Tham vừa thôi Nhìn thế này nhưng mà chưa chắc đã phải hàng thật đâu Đừng có thấy đỏ mà tưởng chín nhé Em nhìn qua đã biết hàng giả rồi Bây giờ làm đích rồi còn con nào nguyên đai nguyên kiệt Mà ham với trả hố Thôi con lắc thì lắc đi Xong rồi biến Hai cô gái kia cũng cất giọng phủ hỏa Chơi đồ đi Rồi kéo nhau về nhà nghỉ mai về Còn em kia Mau mang cho bạn này mới đĩa trái cây ra đây Thảo lúc này mới cất giọng nhẹ nhàng Dạ các anh chị còn dùng gì nữa không ạ à? Đưa menu đây Xem có món gì lạ lạ thì chiến Ăn mãi mấy món quen thuộc Ngán tận cổ rồi Chỉ 15 phút sau Các món yêu cầu đã được phục vụ bê lên Cả đám vừa ăn uống Vừa văng tục chửi thề Loạn hết cả lên Bọn này chắc toàn dạng cậu ấm cô chiêu Đốt tiền của cha mẹ Nên không hề biết sót Một thằng lợi dụng lúc Thảo đang cúi xuống rót bia Thì vỗ vào mông cô một cái đánh đét Đều giả nói Xăm lốp càng phết anh em ạ à, Ngồi xuống đây nào người đẹp Ngồi đây cho anh chiêm ngưỡng tí Nói rồi hắn kéo mạnh cô xuống Một tay giò lên ngực định sảm sỡ Thì bị Thảo hất mạnh ra rồi nói Anh làm gì vậy Thằng này bị phản ứng Thì vằn mắt lên Em chưa quen à Ngồi xuống đây anh tập huấn cho một lúc Là nghiền ngay thôi Em nào vào đây chả vậy Bỏ ngay cái bộ mặt thỏ non kia đi Nom chán lắm Cho anh yêu một tí rồi cả bọn mình cũng vui Có mất chó gì đâu mà sợ Hắn vừa nói vừa bẹo má Thảo một cái Rồi quảng tay ra ôm lấy eo cô thật chặt Thảo cố vùng vẫy thoát ra Nhưng nào có dễ như vậy Hôm nay cô gặp đúng tổ quỷ rồi Mấy cô gái kia được thể vỗ tay rào rào như cổ vũ Ba bốn gã đàn ông ngồi đối diện Liền lợi dụng cơ hội Tiến lại ấn vai Thảo xuống dọa dẫm Làm gì mà căng cứng thế cô em Thả lòng người ra nào Đừng để bọn anh nổi nóng Mà mất việc như chơi đấy Chỉ cần anh phôn cho quản lý lam ra đứng đường ngay lập tức mà đâu chỉ có vậy bọn chúng còn dần xem một trận ra bã biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời phục vụ bọn anh đi buông tay tôi ra Các người làm gì thế hả buông ra thảo cố ngoài người ra nhưng vẫn bị kéo giật lại chiếc váy cô đang mặc rách toạc ra để lộ cặp chân dài thon thả trắng muốt đến tận đùi hàng loạt tiếng cười khả ố vang lên một thằng đưa tay lên thụt thẳng từ khe chân lên khiến cho cô tức giận tung chân đá cho hắn một phát thằng đó bị đau lại thấy mặt mất mặt với đám bạn liền lao vào cô như một con hổ đói nó gằn giọng vừa nói vừa giơ tay và cho thảo hai cái tát nổ đom đóm mắt con chó cái này bố mày làm gì mày mày nhảy dựng lên như đỉa phải vôi thế nhìn lại bản thân mày xem sách như tổ đỉa mà còn bày đặt tưởng mình cao sang lắm đấy đồ con đĩ chúng mày chứng kiến nhé hôm nay ta thách con này ra khỏi được đây mẹ nó mời rượu mừng không uống thích uống rượu phạt thì bố mày chiều thảo hoảng sợ thực sự cô co rúm cả người lại hai tay ôm lấy vai khóc thút hít tôi xin các anh hãy tha cho tôi tôi không quen làm việc này để tôi bảo quản lý thay người khác nói rồi thảo ủ té chạy ra cửa nhưng cô vừa bước được mấy bước thì có một bàn tay kéo cô lại không phải một mà là ba bốn cánh tay cùng giật kéo ngược khiến thảo té nhủi. Một giọng nữ the thé ngân lên như chuông bạc. "Mẹ cũng to gan nhỉ? Bọn chị chưa cho phép, sao dám ngang nhiên bước qua?" "Bọn này, đổ bia vào mồm nó cho tỉnh đi. Hôm nay chúng ta sẽ chăm sóc con này." Thức thì một lon bia được chuyển đến tay cô ả à. Mấy cô nàng kia giữ chặt lấy Thảo không cho cô cửa quẩy Thảo ra sức vùng vẫy Nhưng chẳng ăn thua Cô nàng có giọng the thế Cầm lon bia đổ thẳng vào mặt của Thảo Rồi cười lên hăng hắc Đám đàn ông vẫn vừa uống Vừa xem màn vùi liễu dập hoa kia Một cách đầy khoái trá Tay còn dơ lên vỗ mạnh Mặc cho Thảo van xin Mà vẫn không tha Chỉ tới khi cô gục xuống Bọn này mới kéo cô lại chiếc ghế sofa và nói Con này lãng nhách Mất cả vui Nó sợ quá xỉu rồi chúng mày Làm thế nào bây giờ một thằng tỏ vẻ am hiểu nói: "Cho nó tắm bia, đảm bảo tỉnh ngay trong vòng một nốt nhạc." Ngoại quản lý của nó lên đây thay người, "Đang vui mà thế này, mất hết cả khí thế. Mẹ con nhà quê, thế mà cũng bày đặt làm tiếp viên à?" Mười phút sau, Thảo đã tỉnh. Mặt mũi cô giờ đã ướt nhèm, Giữa ánh đèn màu nhấp nháy, nhìn Thảo tơ tớp đến thảm hại. Người cô ướt nhẹp như chuột lột, chốc chốc lại run lên. Không biết vì lạnh hay vì sợ hãi Cô mệt mỏi ngước ánh mắt thất thần Nhìn đám con rời trước mặt Một cách đầy tuyệt vọng Cứ tưởng trước tình cảnh này Thảo sẽ được buông tha Nhưng không Thằng đầu sỏ lúc này mới tiến lại gần cô Cất tiếng cười khả ố Hắn búng tay tách một cái ra hiệu cho đám bạn Rồi nằm ấn Thảo xuống và nằm đè lên cô Bàn tay to bè thô giáp Chụp vào ngực cô bóp mạnh Đầu cúi xuống ghé sát mặt Thảo Cô lấy hết sức bình sinh Đạp thật mạnh vào người hắn Nhưng lần này là vô ích Bởi vì cô đã bị tên đàn ông cầm thú kia Phủ kín người Thảo chỉ biết quay mặt đi Để tránh sự cản quế của hắn Dường như đoán biết được ý đồ của Thảo Tên này dùng một tay bóp chặt cầm cô Khiến Thảo không thể cửa quẩy Khi hắn cúi xuống Chuẩn bị đưa chiếc lưỡi vào miệng cô Thì cánh cửa bật mở Lúc này tên kia mới lồm cồm bò dậy Theo phản xạ Thảo đưa tay lên che chắn vùng cơ thể đang hở ra của mình Cố vùng dậy chạy đến cửa cầu cứu Người quản lý đi vào Thế Thảo như vậy Thì không thèm nói một câu Quay sang hỏi đám khách Dạ có việc gì xảy ra Vậy mấy anh chị Anh coi nè Tiếp viên kiểu gì Mà khách mời uống bia không uống Còn dám đánh cả khách Các người coi như vậy có được hay không Thay người ngay Nếu không muốn quán này sáng nhất mạng xã hội đêm này Tay quản lý liền xua xua tay nói Dạ Mời anh chị thông cảm Đây là sự cố ngoài ý muốn thôi Cô lại là tiếp viên mới Chưa có kỹ năng Để tôi cho đổi người ạ à? Nói rồi mới quay sang nhìn Thảo hất hàm Theo tôi ra ngoài Thảo theo quản lý đi ra Đến phòng của tiếp viên Anh này đưa bộ đàm lên gọi La sau một tên bảo kê đi lên Anh ta hất hàm cho tên này Rồi chỉ vào Thảo nói Chú mày dạy cho em này biết thế nào là ngang bướng đi Làm tiếp viên mà không biết chiều khách Thì phải làm sao Thằng nọ liền dạ một tiếng Rồi tiến lại bóp thật mạnh cầm thảo xít lên Mẹ con chó ghẻ này Mày tưởng mày là ai Chỉ là một hạt cát chân sa mạc Nghĩ mình là bà Hoàng sao Bố nhắc cho mày nhớ Bố khi bước chân vào đây Thì phải tuân phục và phải biết chiều khách nghe chưa Thế sao cái lúc nhận tiền Mặt mày tươi thế Phục vụ họ một tí thôi Mất cái gì đâu Mà mày xú lông nhím lên vậy Nói xong Hắn hất mạnh một cái khiến Thảo chú nhủi Cô vẫn chưa hết sợ hãi nói Anh có biết họ coi tôi như một món đồ chơi không Sao anh không nhìn vào bộ dạng bầm dập của tôi Mà đã vội trách cứ như vậy Cầm ngủ ngay con đĩ thối này Giờ tao hỏi mày một câu mày phải nói thật Mày muốn gì Thảo thút thít nói Tôi không hợp với công việc này Tôi muốn gặp anh Thành để xin nghỉ Hắn gầm lên như một con báo Rồi lao đến vả liên tiếp vào mặt của Thảo Khiến cô nổ đom đóm mắt Một cảm giác mặn mặn ứa ra nơi khóe môi Thảo đưa tay lên Đỡ Thấy miệng mình đã dỉ máu Cô hét lên Tại sao anh lại đánh tôi chứ Đây đâu phải là lỗi của tôi Mày mù hay điếc vậy Mở mắt ra mà rửa tay cho kỹ nè Bất cứ con nào vào đây Cũng phải tuân lệnh ông chủ Anh Thành đã đứng tiền ra cho mày Mới làm được có hai ngày mày cứng đầu cứng cổ là sao Hãy nhìn mày lại xem Đồ trang mặc trên người của mày Là từ đâu mà ra Khôn hồn thì ngoan ngoãn làm việc Đừng để ông chủ điên lên Thế mày chỉ có nước đi tắm sông Sài Gòn thôi con Mẹ còn chó Tay quản lý giờ mới nhách môi cười nói Anh thấy em cũng xinh xắn sạch sẽ Mà sao cứng đầu vậy Đừng có dại mà nói lý lẽ ở đây Nói thật Mấy đứa nhà quê chân đất như em ấy Làm gì có chuyện việc nhẹ mà lương cao Nhân nhớ trên đời này Chả có gì là miễn phí cả Có làm gì thì mới có ăn Không ai cho công ai cái gì đâu đây là lần đầu tiên Thảo được dạy cho một bài học ở trường đời cô đau đớn nhận ra rằng mình đã bị lừa đừng tưởng những người luôn tươi cười hớn hở mà nghĩ rằng họ tốt với mình đầu cô muốn nổ tung khi lờ mờ nhận ra rằng chưa chắc chị mai đã giúp hai đứa cô một cách vô tư và biết đâu trong đầu chị cũng có mục đích các cô thật ngây thơ như những con bò và bị họ xỏ mũi sắt đi bây giờ cô biết trách ai đây chỉ biết trách bản thân mình đã quá tin người nếu như cô và mi khôn khéo trước khi đi nên tìm hiểu thật kỹ ở nhiều kênh khác nhau thì đã không để bản thân phải rơi vào tình cảnh thế này đúng như các cụ nói một lần ngã là một lần bớt dại ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần chị mai là bổ của thành dĩ nhiên chị ta sẽ hết lòng với anh ta các cô con là cái gì chứ chỉ là hai con đồng hương gần nhà mà cái từ đồng hương Chẳng có gì đảm bảo ở cái chốn xô bồ này Phải nhanh chóng tìm cách thoát ra thôi Thảo biết ở nơi này cô là một kẻ cô thế cô Còn mi ngay từ đầu đã có vẻ thuận theo yêu cầu của Thành Nên để, để thuyết phục mi trốn khỏi đây là điều không thể Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Thảo Cô sẽ lợi dụng đêm khuya để trốn khỏi nơi này Như rồi ý nghĩ đó vụt tắt ngay Khi cô không biết đi đâu về đâu Bản thân không người quen biết Mù tiền về Sài Gòn đặt giả thiết nếu may mắn trốn được nhưng thoát khỏi tổ quỷ này biết đâu cô lại rơi vào một tổ quỷ khác thì sao lúc đó chắc chỉ có nước chết mà thôi và trước mắt để tự cứu mình thảo phải tỏ ra là một người biết nghe lời và tuân phục những kẻ điều hành ở đây để cho chúng không còn nghi ngờ mình nữa thứ hai trong lúc phục vụ phải cố gắng tìm hiểu xem có vị khách nào tốt không để nhờ họ giải cứu chỉ có như vậy cô mới được yên thân và không bị làm phiền vậy là từ hôm đó trở đi thảo đành phải cun cút nghe lời thay vì phản kháng chiến cho mấy thằng bảo kê rất hài lòng hôm nay trong lúc đi vệ sinh cô tình cờ nghe được tiếng trao đổi ở phòng bên cạnh của hai cô gái cái con thảo đó xem chừng là gà cưng ở đây đấy mày bây giờ phòng nào cũng yêu cầu nó phục vụ vớ vẩn á bọn mình sắp bị cho ra rìa rồi đấy hơi đâu mà lo mày ơi nghe đâu con đó với con mi còn chinh đấy không chừng giờ này Sếp đang nhắm đến một đại gia nào đó Để bán chúng nó đi rồi Nói chúng đã vào đây Thì có mong có ngày trốn thoát Kẻo no đòn Kệ cha chúng nó Tụi mình lo thân của mình thôi Nhưng cô gái đầu tiên lại nói một câu Khiến Thảo điếng người Mẹ có nhớ vụ con Thủy Tiên không Nó trốn 5 lần đều không thoát Mà mỗi lần bị bắt lại Là một lần bị đánh đến thừa sống thiếu chết Nhưng cuối cùng may mắn vẫn đến với nó Vì được một đại gia cứu khỏi đây ngay đâu bây giờ nó đang sống với ông này Ở bên quận 7 đấy Ôi giời Nó xinh đẹp, nó có tiền, nó có quyền Trong cái quán này mày thấy đã ngoài nói ra Có con nào được cứu chưa Cũng chẳng có một ai thoát khỏi được ra khỏi nơi đây Thôi thì đang còn trẻ Cố một tận dụng nhan sắc Kiếm lấy chút vốn Khi nào họ không cần mình nữa Thì ra ngoài mở quán uống xế tóc Sơn sửa móng tay Bây giờ về quê họ cởi cho thối mũi Nhục lắm Đợi cho hai cô gái đi ra Thảo mới gión rén bước ra ngoài Đúng là đời không như mơ Tối đó trước khi ngủ Thảo nói với mi mi ơi Mày để gắn bó với công việc này thật ư Tao thấy sớm muộn bọn mình cũng phải rời xa Cái chốn đèn mở phức tạp này Ở đây nguy hiểm lắm My lúc này không còn gàn Thảo như trước nữa Bởi vì cô đã bị nhiều kẻ Bờn sơm, cọt nhà Coi mình không khác gì một món đồ Để tiêu khiển cô kẻ cả nói tao cũng hại lắm rồi báo bởi gì cái việc suốt ngày làm bia cho người ta sở nắn nhưng bọn mình không đi khỏi đây được đâu tao thấy cái hàng nó nói số tiền mà anh thành bỏ ra cho bọn mình không phải là tiền ứng lương như anh ấy nói đâu mà là tiền anh ta cho vay và được tính lãi theo ngày đấy mày thử nghĩ mà xem thế này khác nào là cho vay cắt cổ lãi mẹ đẻ lãi con biết bao nhiêu mà lần bình thường anh ta không nhắc đến chỉ cần đứa nào xin nghỉ là sẽ được dí ngay cuốn sổ vào mặt Đã vậy lại còn bị bọn bảo kê Đánh cho bầm dập ấy. Thảo thời dài một cái nói Chúng mình bị lừa bán vào tổ quỷ rồi Có khi nào mày nghĩ Chị Mai đã bán bọn mình đi không Để vụ gái miền Tây bị lừa bán Vào các quán karaoke Để thành tiếp viên Và đưa vào các quán làm ca ve Cho các nhà nghỉ trái hình đấy Cho chỉ còn cách Là kiếm được một anh đại gia nào đấy Chuộc mình ra khỏi đây thì may ra mới thoát được Chỉ cần thoát khỏi cái ổ nhền nhện này Thì làm việc gì cũng được Miễn không phải là tiếp viên mày ạ Mi dùng mình nói Mày không sợ bị bắt lại hay sao Mấy thằng bảo kê đầu gấu này Không phải là dạng vừa đâu Nó mà biết ý định của mình á Khéo lại dần cho ra bãi Mấy con tiếp viên kia cũng không tin được Bọn nó nhìn thấy chúng mình là ngứa mắt rồi Mà tao với mày có phải dạng hoa khôi hoa hậu đâu Mong đại gia để mắt đến Thế mới phải dùng mưu Đàn ông ai chả ương ngọt Chỉ cần có một tia hy vọng Thì phải chấp ngay lấy thời cơ Tuy rằng cơ hội ngàn năm có một Nhưng vẫn phải hy vọng Đã từng có một người được đại gia cứu ra khỏi đây Nên bọn mình cứ cầu nguyện đi Chỉ còn một tia hy vọng mong manh ta vẫn chờ Nếu mình còn ở đây ngày nào Thì nguy hiểm còn rình rập ngày đó Tao nghe mấy con kia rể tay nhau bảo Lão Thành chẳng tốt đẹp gì đâu Chưa biết chừng á Lão đang tìm mối bán trinh bọn mình đấy và vận may đã đến với Thảo nhanh hơn sự tính Đó là vào một buổi tối Khi cô được phân phục vụ tại một phòng VIP Khách yêu cầu phải là nhân viên mới Và Thảo lại lựa chọn số 1 Vừa bước vào phòng cô đã tròn mắt ngạc nhiên Bởi vì ngoài năm vị khách ở đây Còn có Thành Chủ chuỗi karaoke chiều tím này Nhìn thấy cô Thành mỉm cười nói Giới thiệu với các anh Đây là Bích Thảo Mới được em đưa về từ dưới quê lên Em không hề nói xạo đâu mời anh nắm cho kỹ này, chỉ cần em mới lướt qua đã thấy toát lên vẻ hương đồng gió nội. Đoạn thành quay sang thảo, cất giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy nghi. Đây là khách vip của quán, vì vậy em phải chiều chuộng anh ấy thật tốt đấy nhá, tuyệt đối không được để khách vật ý, ưu tiên nhất em đấy. Dạ, em cảm ơn anh. Một người đàn ông đứng tuổi có vẻ là người quan trọng nhất trong bọn, phẩy tay nói, rồi. Cảm ơn chú em đã tiếp bọn anh chu đáo Bây giờ cứ để bọn anh tự nhiên Có gì cần anh sẽ phone cho chú Dạ chúc các quý anh Một buổi tối vui vẻ Và hy vọng sẽ được các anh ủng hộ dài dài ạ Yên tâm Nếu bọn anh hài lòng Thì chuyện ghé quán chú thường xuyên Là điều không phải bàn Để xem cô em này Có đúng như lời chú nói không đã Trước khi lôi ra Thành đưa ánh mắt ý nhị nhìn Thảo Rồi nháy một cái như ngầm nói nếu cô mà không phục vụ tận tình thì đừng có trách Thảo biết đây toàn là những vị khách thừa tiền lắm của Thích đổi gió để mới đến nơi này Chính vì vậy trong phòng VIP Ngoài dàn karaoke thượng hạng Thì còn được trang bị một tủ rượu đặc biệt Cô biết một vị khách đây Đã vào đây Đều là loại tiền tiêu không phải nghĩ Tự nhiên Thảo cảm thấy áp lực đè nặng trên vai Khiến tay chân lóng ngóng Mấy lần xót rượu xém đổ ra ngoài Như thường lệ thảo sẽ sót cho người ngồi ngoài cùng sau đó lần lượt đến những người còn lại nhưng hôm nay thấy người đàn ông kia ra mặt nói chuyện với anh thành thì cô biết người này có một vị trí quan trọng nên sót cho anh ta trước ở đây có một luật bất thành văn là tiếp viên tuyệt đối không được gọi khách là chú do họ có giả đến đâu đi chăng nữa thì từ anh vẫn thường trực trên môi các cô Và đoàn khách này cũng không phải là ngoại lệ nói đúng ra mấy vị khách đang ngồi đây Bình thường cô sẽ gọi là chú Tuốt Bởi vì tính ra họ cũng xem xem tuổi ba cô Những ly rượu mạnh Lần lượt được mấy vị kia uống cạn Thảo định xót tiếp Thì người ngồi giữa ngăn lại nói Anh nhìn cô em đúng là mới vào nghề nhỉ Sao có vẻ buồn thế cưng Nói đi Ở đây có kẻ nào làm cho em buồn à Cô gì cứ nói với anh Anh sẽ thay em đòi lại công lý Vì anh là bằng mà đây là các visit của anh Cần gì cứ alo cho anh nhé Mấy người kia lúc này đã nhào nhào nói Nhất cô bé đi nhé Anh bằng để mắt đến ý. Đừng có làm anh ấy phật lòng Chưa cô gái nào lần đầu tiên Đã được anh ấy yêu ái như vậy đâu Dạ em cảm ơn anh ạ à. Được rồi không cần khách sáo Đến đây ngồi với anh Vừa nói Bằng vừa đưa tay ra với Thảo Ngay lập tức mấy người kia Giạt ngay ra những một chỗ trống vừa đủ cho Thảo ngồi vào Ông Bằng không ngần ngại Quảng tay ra Kéo Thảo sát vào người mình Bởi vì không phòng bị Nên Thảo đổ ập vào lòng ông ta Bằng đưa tay ra Ôm gọn eo của cô Đút cho cô một miếng trái cây rồi nói Ăn đi em Ăn nhiều trái cây cho đẹp ra Em biết hát không? Hát tặng anh một bài Hôm nay anh muốn nghe em hát Dạ Anh muốn em hát bài gì ạ? Bằng chưa kịp lên tiếng Thì mấy người chiến hữu đã hét vang Em đẹp nhất đêm nay Hát bài đó đi Ông Bằng gật đầu và đưa ngón tay cái ra tán thưởng Thảo gật đầu đứng lên Chọn bài và cầm bấm mic -caro. Giọng cô thánh thót vang lên như chim hỏa mi núi Khiến cho ai nấy đều nghiêng đầu Sơ tay hua hua theo điệu nhạc Hàng loạt tiếng huyết gió Cổ vũ như thế Thảo đang là ca sĩ biểu diễn trên sân khấu vậy Cô hát say mê và quên hẳn mình đang là tiếp viên của quán Phải công nhận là ông trời phú cho Thảo Một giọng hát ngọt ngào như oanh vàng trước ngõ Ông bằng bước lên Cầm một bông hoa có gắn tờ Polymer 500.000 mới cáu Tặng người đẹp Ông còn cúi xuống thơm vào má cô một cái Và nói Em đẹp lắm, tôi thích em Khi bài hát kết thúc Không ai bảo ai, đều vỗ tay dần dần Lần lượt mấy người kia cũng đi lên Tặng hoa cho cô Và bên trong, những bông hoa đó là những tờ tiền mới cáo cảnh được họ nhét vào. Như vị khách này thật là đặc biệt. Họ không sàm sỡ thảo, thô thiển như những đám khác. Mặc dù cô nhìn thấy vẻ thèm khát trên những ánh mắt kia. Có lẽ họ biết cô đã bị ông bằng nhắm chúng nên tự động rút lui có trật tự chăng. Hầu như hôm đó theo yêu cầu của ông bằng thảo còn phải hát bốn bài nữa Tổng cộng là 5 bài Tương ứng với 5 người khách trong phòng Sau khi cô hát xong những người kia mới bắt đầu chọn bài hát Đúng là họ chỉ hát để có Khuấy động phong trào thôi Chứ riêng về giọng hát thì không thầm được Cuối cùng ông Bằng cầm lấy mic cà rô và nói Em sẽ chọn một bài để xong ca với em Em bấm bài vị ngọt đôi môi đi Hòa ra ông Bằng hát không tồi Cộng thêm giọng hát du dương của Thảo Thì đây chính là bài hát ưng ý nhất từ đầu tới giờ Hôm đó là lần đầu tiên Thảo cảm thấy thoải mái Và không bị làm phiền Cô cũng được nhiều tiền bo nhất Kể từ khi bước chân vào đây Trước khi về Ông bằng phất tay ra hiệu cho mấy người bạn xuống trước Đoạn ghé tai Thảo nói nhỏ Mai anh mời em đi chơi được không? Thôi hơi sợ lời đề nghị này Cô e ngại nói Dạ em cảm ơn anh Nhưng tiếp viên bọn em không được phép đi chơi với khách ạ à? Nhưng anh là ngoại lệ Anh đảm bảo chỉ cần anh alo một cái Thành sẽ gật đầu đồng ý trong vòng một nốt nhạc ngay Quan trọng là em thôi Dạ Em sợ đi cùng với anh Chị nhà thấy được thì phiền ạ à. Không việc gì phải sợ Anh đã đảm bảo thì em cứ yên tâm Không có kẻ nào dám làm phiền em cả À nếu em đồng ý buổi đi chơi ngày mai Anh sẽ tặng em một món quà đặc biệt khiến em hài lòng Thôi giờ anh phải về Chúc em một đêm ngon giấc với nhiều giấc mộng đẹp Nhớ mơ thấy anh đấy nhé Dạ em cảm ơn anh ạ à. Đêm ấy Thảo lại mất ngủ Cô sợ mình sẽ đánh mất mình bởi thừa biết nếu nhận lời đi chơi với ông Bằng Chắc chắn cô sẽ không giữ được bản thân trong sạch Mà khước từ Liệu ông ta có dùng sức ép gây khó dễ gì cho cô không Thế Thảo cứ lăn qua lộn lại như cá rán Nghi hỏi Mày làm sao đấy Không ngủ được à Hay có đứa nào ăn hiếp Chèn ép mày Không Chẳng có ai cả Chỉ là tao cảm thấy khó ngủ thôi Còn nữa đừng có qua mặt tao Hôm nay thấy mày khác lắm Hay có anh đại gia nào hớp hồn mày cô nên kể cho mi nghe chuyện này không nhỉ thảo cứ lăn tăn không biết cô nên nói chuyện này xảy ra hồi tối cho bản thân nghe không cả việc cô được bo những ba triệu chỉ trong một đêm cơ mà nếu giấu biết đâu ngày mai ông bằng xin được cho thảo đi chơi thì cô lại là kẻ dối trá nghĩ vậy thảo bèn dẹ dặt nói hôm nay tao có tiếp mấy vị khách đặc biệt ở phòng vip mày à? vậy hả thế được bo nhiều không thảo không nói gì chỉ nhòm dậy Vừa lấy cái sắc tay Chỉa cho mi Thay cho câu trả lời mi liền mở ra nhìn Vào bên trong miệng há hốc Mày được ngần này tiền á Qua bộ khách này xộp nha Như này chẳng mấy mà kiếm bộn tiền nhỉ Trái với thái độ hào hức của mi Thảo buồn so đáp Mày không thấy sợ sao Càng thế này càng lo mới đúng chứ Tao chỉ sợ mình sẽ không giữ được mình Cái chốn này nhơ nhớp lắm mày ơi càng ngày tao lại càng muốn thoát ra. hồi tối có một ông khách mà tao đi chơi đấy mày. mì tròn mắt mời mày đi chơi. vậy là ông ta muốn mua trinh mày à? không, ông ta không hề đề cập đến chuyện này, chỉ là mời đi chơi thôi. sao mày nai thế à con kia? đó là một cách nói khéo đấy. thực ra như mày chính là ông ta muốn mua trinh mày á. ông ta có nói sẽ mua mày bao nhiêu không? điên à, tao nói rồi, không có cuộc mua bán nào ở đây hết ông ta chỉ nói là mai mời tao đi chơi và sẽ tặng cho tao một món quà ưng ý vậy thôi chứ có nói mua bán gì đâu ôi trời mày ngố tàu thiệt á như vậy là quá rõ còn gì họ không nói thẳng ra như vậy là đủ hiểu vậy mày trả lời ổng sao tao chưa nói gì cả ông ấy nói sẽ gọi cho anh thành vậy đúng rồi ông ta sẽ thỏa thuận với anh ta để mua mày đấy thảo lúc này mới cảm thấy sợ đôi bất an trong lòng lại được nhân lên gấp bội chữ trinh mà một đời con gái của cô nâng niu giữ gìn nhưng với họ chỉ như gió thoảng mê bay lẽ nào dưới mắt những kẻ lắm tiền nhiều của thì người như các cô không khác gì một món hàng không không thể được có chết cô cũng không đồng ý mặc cho ông ta có dùng cách nào để ép buộc cô cũng không chịu nhất thì chết chứ không thể để bản thân mình nhơ nhớp biến mình thành gái bao được cô không thể ngủ với một người đáng tuổi cha mình lại càng không thể lên giường với một kẻ mà mình không yêu cái ngàn vàng này cô sẽ để dành cho người mình yêu tuy giờ ít người tin vào chuyện này bởi vì càng ngày chữ trinh càng ít được xem trọng vì nó chính là chủ nhân của mình đối xử vô cùng dễ dãi trần mi đập vào vai cô một cái tao thấy đây là cơ hội tốt cho mày thì sao nếu mày biết cách tỉ tê Không chừng ông ta sẽ đưa mày ra khỏi đây Cứ nhận lời đi xem thế nào Không có cơ hội lần thứ hai đâu Như lời mày kể Thì tao nghĩ ông ta không phải là người xấu Đi đi Nếu được ý, thì nhờ cứu tao luôn Rồi không đợi Thảo trả lời Mi lại thở dài một cái đánh sượt Đoạn cất giọng não nề Mà làm gì có chuyện ông ta cứu tao nhỉ Nếu có thì cũng chỉ mày được ông ta lưu tâm mà thôi có lẽ tao sẽ phải ở lại đây dài dài Người như chúng mình khác nào một món hàng đâu Ước gì tao cũng gặp được một người như ông bằng ấy Để một lần được ước mơ Dì cho tao cũng ngán cái nơi này lắm rồi Đúng là xảy một ly đi một dặm Bọn mình dại quá Hôm qua tay bảo kê còn đánh cho con diễm một trận Thừa sống thiếu chết đi Chỉ vì mỗi tội nó dám cãi lời khách Thằng bảo kê còn nói Nếu con mi mà trốn khỏi đây thì nó giết Nghe mà bổn rồn cả chân tay Càng nghe mi nói Thảo lại càng nung đầu ý định trốn khỏi đây Thôi thì một liều bảy Một liều ba bảy cũng liều Vậy thì cô sẽ thử một phen Cơ mà đó chỉ là ý định của ông Bằng thôi Cô đã nghe thấy anh Thành nói gì đâu Việc cho cô đi với ai Là do Thành cô có quyền chứ Cả đêm hôm đó Hai đứa cứ lục đục suốt không ngủ được Tầm 3 giờ sáng mi nói Thôi ngủ đi mày Bọn mình làm cái nghề này cần nhất là nhan sắc Để mất ngủ hoài Mắt nó thơm như gấu trúc Thì chẳng ma nào thèm nhìn đâu Kệ bà nó đi Đến đâu hay đến đấy Có tính trước cũng chẳng được Hy vọng ông kia sẽ giúp mày ra khỏi chốn này Vì ngủ muộn Nên tận mãi 8 giờ sáng hôm sau mi và Thảo với lồm cồm bò dậy Cũng là do điện thoại của Thảo đổ chuông Giật mình nhòi người ra với lấy máy Thì dòng chữ Anh Thành đập vào mắt Khiến tim Thảo đập loạn Cô ra hiểu cho mi im lặng rồi nhấn nghe Đầu bên kia tiếng thành vang lên Thảo à Dậy chưa em Anh có một tin tốt cho em đây Em nhớ thằng bằng đại gia không Anh ấy mới gọi cho anh Muốn nói rằng muốn mời em đi chơi riêng đấy Dạ Em không đi được đâu anh Em sợ Thành bỗng phá lên cười Em ngây thơ lắm Anh nói thật nhé Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy Em vừa mới vào đây làm Được đại gia để mắt đến Mấy đứa kia có mơ cũng chẳng được Biết đâu sau cuộc đi chơi này Em chẳng một bước lên mây ấy chứ Thế nào Ok không nên còn trả lời anh bằng Dạ em Thế chốt nhá Được đại gia của một chỗ nhà hàng để ý mắt là nhất đấy Thôi chuẩn bị đi Khi nào anh bằng phun lại Anh sẽ ới em Dạ thế lát nữa em có phải đến quán không anh Thôi khỏi Hôm nay anh cho em nghỉ cả ngày Chuẩn bị trang điểm đẹp vào đấy Để còn đi chơi với đại gia chứ Thế nhá Thành vừa cúp máy Thì mi gái sát tai Thảo nói Tao đoán không sai mà Ông kia chết đứa đưa mày rồi Cơ mà lão Thành khôn lắm Trong vụ này á Kiểu gì ông bằng đại gia kia Chả Lại cho lão kha khá Có thể lão mới nhiệt tình vui vẻ chứ Bây giờ dạy đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng Tao còn đi làm Có gì vui nhớ kể nhá À Nhớ mua quà cho tao nghe chưa con xanh có quả vào mắt đấy Tao đang lo đây Mi chật đưa ánh mắt bí hiểm nói Tao dặn nè Nếu đi chơi xuông thì được Nhưng nếu ông ấy có ý định ngủ với mày Thì tuyệt đối không được dễ dãi Nên nhớ Chữ trinh đáng giá ngàn vàng Không thể cho không Thảo hoang mang hỏi Ý mày là Ít nhất Ông ta cũng phải bỏ ra một cái giá xứng đáng Nếu muốn mua trinh của mày Còn không thì thôi Nhớ chưa Biết rồi sao tao chỉ muốn ông ta giúp mình ra khỏi đây thôi Thế mới phải khôn khéo Cứ nói ngọt ngào Đàn ông 10 thằng thì đến 9 thằng ưa ngọt Còn lại một thằng không thích Là do bị tần kinh chập mạch Nên mới áp dụng cái phương châm Lạt mềm bột chặt cho tao Khi mi đang chuẩn bị sang quán Thì Thành lại gọi cho Thảo Anh ta hối cô chuẩn bị sẵn sàng Ông bạn sẽ đến đón ngay bây giờ Sau cuộc điện thoại chừng 15 phút Thì cô nghe tiếng gọi cửa Thảo đâu ra ngoài có khách nhé Là tiếng của Khiêm Cô chỉ kịp dạ một tiếng rồi ló đầu ra Người cô chợt run lên khi thấy trước ngõ Là một người đàn ông ăn mặc trải chuốt Quần áo đóng thùng Đúng chất đại gia lắm tiền nhiều của Là ông Bằng Ông ta đang đứng cạnh một chiếc xe hơi mới cáo cạnh Nhìn thấy cô Ông giơ tay ra Rồi gật đầu một cái Thảo khựng người lại Nhưng vẫn kịp thốt ra một câu Dạ Anh chờ em chút nhé Mở chiếc tủ vải Cô lần lựa nhìn vào bên trong Nơi có khoảng gần chục chiếc váy treo ở trong đó Tần Ngân không biết mặc cái nào Vì toàn đầm ôm sát cơ thể Mà cái nào cũng hở ngực Thực tình là cô không hề muốn mặc những thứ này lên người Mặc chúng chẳng khác nào khẳng định Chủ nhân của nó Chẳng phải là một cô gái đàng hoàng Cơ mà vừa rồi Thành đã nhắc cô Là phải mặc đồ gợi cảm một chút đây sao tự dưng cô thấy mình như biến thêm một món hàng cho người ta lựa chọn thật là rẻ dúng làm sao ông bằng tự tay lái xe trong suốt chặng đường hầu như chỉ có ông nói khi ông ấy hỏi thảo mới trả lời chứ không dám nói gì cả thi thoảng ông lại liếc thảo qua gương chiếu hậu miệng điểm ra một nụ cười nhẹ thảo không biết ông ta định đưa mình đi đâu bởi vì cô không thuộc đường đi lối lại trong thành phố dường như đoán chắc được thắc mắc của thảo ông bằng nói Hôm nay Anh sẽ đưa em đến một nơi rất yên bình Đây là khu du lịch sinh thái Đến nơi em sẽ thấy vô cùng thoải mái và thư giãn Yên tâm Đừng lo gì cả Anh nói chuyện với sếp của em rồi Phải mất cả tiếng đồng hồ Chiếc xe mới dừng lại Qua những lời của ông Bằng nói Đây là một nơi rất yên tĩnh Không gian thoáng đáng, lãng mạn Khắc hẳn với sự ồn ào ngoài kia Cho xe vào gara xong Ông Bằng tự nhiên ôm eo Thảo đi vào có lẽ nhìn phong thái của ông Nhân viên cũng biết đây là khách VIP Nên rất hiếu khách Ông bằng cầm lấy thẻ rồi dẫn Thảo vào Nhìn thấy chiếc giường kê ở giữa phòng Bên cạnh là những tiện nghi sang trọng Của một nhà nghỉ hạng sang Thảo thoáng đỏ mặt Cô run run nói Anh ơi em thấy ở ngoài kia quang cảnh rất đẹp Em muốn ra ngoài thư giãn một chút được không ạ Cứ tưởng ông bằng sẽ chớp thời cơ mà vội lấy cô Xong ông lại mỉm cười nói anh sợ em mệt nên định đưa em về phòng nghỉ rồi chiều mình sẽ ra ngoài dạo mát chúng ta có nguyên một ngày để chơi mà em không mệt đâu anh em thích đi dạo được rồi anh sẽ đưa em đi bên ngoài không chỉ có mình thảo và ông bằng mà còn vài cặp đôi nữa chỉ nhìn thoáng qua thảo cũng biết ngay họ không phải là vợ chồng chắc lại sống cô và ông kiểu bồ bịch ngoài luồng đấy mà tự dưng mặt cô đỏ lên chỉ muốn chui xuống đất cho người ta không nhìn thấy mình So ra về tuổi tác ông bằng khác nào ba cô đâu càng ra ngoài xã hội cô mới càng thấy sự lũng đoạn của nó và mốt bây giờ là các đại gia lắm tiền nhiều của thích săn lụng những cô gái đẹp để thỏa mãn thú vui hưởng lạc của mình có lẽ trong số này chỉ có mình thảo là gà mờ còn mấy cô kia có lẽ đã quá quen với công việc này rồi nên rất tự nhiên khoác tay những người đàn ông kia Tất cả đều có một điểm chung Là cô nào cũng trẻ Có chút nhan sắc Còn mấy người đàn ông đều đã luống tuổi Khi họ thừa đây chính là tiền Mà đó chính là điều mà các cô đang thiếu Cậu cùng át có cầu Thế mới có mốt chân dài cặp với đại gia chứ Thảo cảm thấy bản thân của mình rẻ mạt Và dơ bẩn vô cùng Sau ngày hôm nay Cô khác nào mấy em ca ve đâu Làm gì có tư cách Lên án hay khinh rẻ họ cuối cùng đều không mong muốn nhất cũng đến vừa vào phòng ông bằng đã cởi hết đồ ra thảo sợ hãi không dám nhìn vào cái thân thể cường tráng kia mắt cô nhắm nghiền tim đập loạn ông tiến lại bế bổng cô lên giường thảo bắt đầu sợ hãi co rúm người lại nhưng cô gắng như vậy lại càng khiến cho ông bằng hưng phấn tột độ khi môi ông chuẩn bị áp xuống môi của thảo thì cô đẩy mạnh ra nước mắt của cô không biết đã rơi ra từ khi nào em xin anh Đừng mà Ông bằng hơi khựng lại Nhìn vào đôi mắt ẩn ẩn nước Ông bỗng thấy cô gái này mong manh quá Khác hẳn với những cô gái sành điệu khác Khiến cho ông không nỡ Tuy nhiên dâng lên cảm giác Muốn được chở che bao bọc Từ từ nâng cô dậy Ông nhẹ nhàng đưa tay Chậm nước mắt cho cô Rồi cất giọng nhẹ nhàng nhất có thể Em sợ tôi lắm sao Nói đi Tại sao em lại lên đây và làm nghề này Cô biết rằng mời cô tiếp viên quán karaoke thì đến chín cô đánh mất mình không Thảo thút thiết nói xin hãy tha cho em bọn em rủ nhau lên thành phố xin việc nhưng không phải là công việc này em và nhỏ bạn bị lừa chúng em chỉ muốn trốn khỏi quán xong không có cách nào nếu bị bắt lại họ sẽ đánh chết mất thế rồi Thảo vừa thút thiết vừa nói những câu nói ngắt quãng nhưng cũng khiến cho ông lờ mờ nhận ra thảo khác xa với những cô gái mông đã gặp trước đó ở cô toát lên vẻ thuần khiết hương đồng gió nổi không phủ nhận cô sở hữu một vẻ đẹp mong manh sẽ làm cho người đối diện sai lòng cô không có vẻ tinh quái sành sỏi như mấy em tiết viên ở trong quán chính điều này đã khiến cho ông muốn tìm hiểu về cô là một người có quá nhiều kinh nghiệm cũng va chạm với đủ hạng người nói không rung động trước cái đẹp là không đúng trước thảo Ông đã từng giao lưu tình cảm với một vài cô gái trẻ. Cơ mà giữa ông và họ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, kiểu ăn bánh trả tiền. Song gu của ông là sạch sẽ, không phải dạng ăn tạp, nên hầu hết thích kiểu con gái nhà lành. Ông sợ những cô gái sành sỏi. Vì vậy, ông hay tìm đến những quán karaoke, nơi thường xuyên tuyển được mấy em miền Tây, ít nhiều còn vương lại chút bụi thôn quê. Ông chỉ cần tình để đổi gió, còn cho họ tiền. Xong việc Cả hai sẽ không lưu luyến hay ràng buộc gì nhau Nhưng ở Thảo Cứ có điều gì đó khiến ông say dứt Không nỡ chạm vào cô Sau khi nghe Thảo kể hết sự tình Cả về gia đình và bản thân Ông bắt đầu tan dần những ham muốn nhục dục tầm thường trong người Xốc lại cổ áo Ông buông Thảo ra Đổi cách xưng hồ Tôi sẽ giúp cô ra khỏi chỗ đó Nhưng cô sẽ làm gì sau đó Về quê hay ở lại thành phố Thảo như không tin vào tai của mình Ông đang nói đi ư ừ. Ông nói sẽ giúp cô thoát khỏi cái quán karaoke đó Một điều mà cô tưởng như rất xa vời Ông đúng là cứu tinh của cô Nhưng sau đó cô sẽ đi đâu Về đâu Về quê ư ừ. Không thể được Cô muốn mưu sinh ở thành phố Bằng một công việc sạch sẽ Với đúng sức lao động của mình Anh Thành từng kể Ông có một chuỗi nhà hàng trong thành phố đó sao Nghĩ vậy Thảo bèn xè dạt hỏi Em cảm ơn anh nhiều lắm em em muốn đi khỏi châu anh thành nhưng không muốn về quê em muốn ở lại thành phố tìm việc ông bảng đăm chiêu một hồi rồi mới nói nhà hàng của tôi không thiếu gì việc nhưng cô biết cô có thích gì không ở đó có nhiều khâu cho nhân viên lắm như phụ bếp phục vụ thu ngân nếu cô muốn tôi sẽ nhận cô và làm việc Thảo như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc cô nắm lấy tay của ông lắc lắc sợ dạ, tốt quá rồi ạ anh nhận em đi Chỉ cần không phải làm những công việc nhạy cảm Thì cái gì em cũng đồng ý hết Em có thể làm nhân viên phục vụ Phụ bếp hay rửa chén đều được cả Ông bằng gật gù tỏ vẻ hài lòng nói Vậy thì được rồi Sẽ có một suất nhân viên phục vụ dành cho cô Lát về tôi sẽ nói chuyện với Thành Cô nợ hắn bao nhiêu tiền Dạ Mới đầu em vào làm Anh ấy đã mua quần áo Và ứng trước cho một tháng lương ạ à. Nhưng nghe em nói Hình như số tiền ấy đã được tính lãi Được rồi cứ để tôi lo chuyện đó Bây giờ cô muốn về chưa Dạ gặp được anh là phúc của em rồi ạ Anh nói gì em cũng xin nghe Chỉ cần được ra khỏi đây Em biết ơn anh nhiều lắm Số tiền đó anh cho em trừ dần vào tiền công được không ạ Được rồi cô mặc đồ vào đi Rồi chúng ta đi về Thật đúng là có quý nhân phù trợ Chẳng biết ông bằng đã nói những gì với Thành cũng không biết ông đã phải trả cho Thành bao nhiêu Nhưng ngày tối hôm đó Thành gọi điện cho Thảo Với giọng mỉa mai Em ngon nhỉ Đồ đại gia bao hết còn gì nữa Công nhận phụ nữ đẹp lợi hại thật đấy Bởi mấy chân ướt chân giáo lên đây Làm cho đủ tiền phấn son đã đi lại rồi Nếu không nể anh bằng ấy, Anh không cho em đi đâu Dạ Em cảm thấy mình không phù hợp với công việc này Anh thông cảm Thôi được rồi Ngày mai em chính thức không phải nhân viên của anh nữa Chuẩn bị dọn đồ đi Sáng mai anh bằng đến đón đấy Nhanh cảnh báo trước này Bà vợ của ông ấy không phải dạng vừa đâu Hoạn thư số 1 Em điều liệu mà ăn ở Kéo sức khỏe vào thân Thế nhá Trong khi đó Tại quán karaoke chiều tím Một đám nhân viên nữ giành khách Đang ngồi tám chuyện với nhau Một cô nói Tụi mày biết tin gì chưa Con Thảo mới tỏ the vào nghề Đã được một đại gia giàu dụ bao nuôi nhé cái gì? Mày cứ nói đùa Rồi ạ, à, đứa nào đùa được đấy chết Cái thiên sốt dẻo xình xịt như vậy đây này Tao mới nghe lỏm anh quản lý nói chưa ai Hôm nay nó vừa đi chơi nguyên ngày với đại gia Mà được ông ta mua về đấy Công nhận ngon ha Thành Tú, cô nàng chảnh chọe Đưa mắt liếc dài nói Đừng có tưởng bở Chắc gì đã ngon đâu Đừng có thấy đỏ mà tưởng là chín Thoát khỏi cái lồng này Rơi vào cái bẫy khác ngọt ngào hơn nhưng chả có đảm bảo nó sẽ sướng cả Con nào càng tham tiền Con đó càng dễ chết Chúng mày không nghe câu Chim chết vì mồi, người chết vì tiền à Đời chẳng cho ai cho không cái gì đâu Ông ta thả sát con săn sắt Bắt con cá rô thôi Còn con mi nữa Kiểu gì sau vụ này Chả thả mồi câu Hai con ấy mới vào Cơ mà tanh tuổi lắm Ngày Thảo rời khỏi quán Mi là người buồn nhất Cô cứ ôm lấy Thảo thút thít không muốn rời nhìn cô bạn tội nghiệp tự dưng thảo muốn ứa nước mắt cô rất muốn đưa bạn ra khỏi đây nhưng bản thân không lo nổi mình ốc thì làm sao mà đèo cọc được cho rêu nên chỉ biết cầu nguyện cho mi sớm gặp được người tử tế để mang nó ra khỏi chỗ này phải một lúc sau mi mới buông thảo ra nước mắt ngắn dài cô hai đứa rồng xíu nhau lên đây bây giờ mày cũng bỏ tao đi rồi nhớ phải gọi điện cho tao thường xuyên đấy không có mày tao biết phải làm sao đây Cố lên mi Tao sẽ quay lại thăm mày Nhớ giữ gìn sức khỏe Và tuyệt đối không được đánh mất mình nhé Tao sẽ gọi điện cho mày thường xuyên Thôi tao đi đây Bảo trọng Trong một biệt thự cao cấp Khu đô thị Phú Mỹ Hưng Diệu Huyền đang ngồi thoa kem dưỡng da Và tự ngắm mình trong gương Rồi khẽ mỉm cười Phải công nhận người đàn bà trước mặt rất đẹp Không ai nghĩ rằng cô ta đã gần 30 Làn da trắng hồng không tì vết Cộng với cây dáng cao giáo mỹ miều Của một người phụ nữ đang ở độ tuổi chín mùi về nhan sắc Khiến bất cứ ai nhìn vào Cũng không thể quay đi Ấy vậy mà Có một người vẫn ngoảnh mặt làm ngơ Trước mọi lời thỉnh cầu của cô Đó là bà Mụ Hai vợ chồng lấy nhau đã 5 năm Mà cô vẫn chưa có gì Ngày ấy Diệu Huyền tốt nghiệp đại học kinh tế Nhưng từ khi kết hôn với Tuấn Kiệt Thì cô chỉ ở nhà Chăm sóc sắc đẹp Chứ không ra ngoài đi làm Tuấn Kiệt rất yêu vợ Anh lại là một giám đốc công ty giày da xuất khẩu Cực kỳ nổi tiếng Nên không muốn vợ phải đi làm vất vả Vậy là Diệu Huyền vui vẻ Lui về sân sau Làm hậu phương cho chồng Thỉnh thoảng cô mới xuất hiện cùng anh đi tiếp đối tác Hoặc là ăn uống cùng bạn bè Nếu mà chỉ có như vậy Thì cô là người quá hạnh phúc Tuy vậy ông trời luôn công bằng Ông có thể cho cô một cuộc sống sung sướng như bà Hoàng Được chồng chiều chuộng Yêu thương hết mực nhưng lấy đi của cô Hiên chức làm mẹ 23 tuổi Bước chân về làm vợ của Tuấn Kiệt Bây giờ cô đã 28 tuổi Độ đổ tuổi chín chắn nhất để làm mẹ Nhưng ước mơ đó quá xa vời Nó khiến cô không thể nào với tới Ông trời thật khéo trêu người Người ăn không hết kẻ lần chẳng ra Đang chìm trong dòng suy tưởng Trận điện thoại đổ chuông Nhìn vào màn hình Diệu Huyền giật thoát Là mẹ chồng cô gọi Alo con chào mẹ Con sao rồi Đã có gì chưa Mẹ thấy các con phải làm gì đi chứ Hai đứa cưới nhau 5 năm rồi mà con cái chả có Không thấy nhà cửa hưu quạnh à Đừng có nói với mẹ Là bọn con chưa muốn đẻ nhé Tầm này người ta tay bế tay bồng Nếu làm sao thì nên can thiệp sớm đi Khoa học bây giờ hiện đại lắm Nhà mình không thiếu tiền Ba mẹ chỉ thiếu một đứa cháu mà thôi Để vợ chồng con tính à Chúng con Diệu Huyền vừa nói tới đây Thì bên kia mẹ chồng đã tắt máy đánh rụp Chỉ còn những tiếng tút tút khô khóc vang lên Tuấn Kiệt đang làm việc trên máy tính Có vẻ cũng đoán ra chuyện gì Không ổn Liền đứng dậy đến bên vợ hỏi Mẹ lại gọi cho em à Mẹ nói gì vậy em Diệu Huyền nước mắt lưng tròng ấm ức nói Anh biết rồi đấy Có phải là em không cố gắng đâu Chẳng qua là ông trời chưa cho Nên vợ chồng mình mới chưa có con Thế mà mẹ hết lần này tới lần khác Dục em đẻ Em cảm thấy bí bách và áp lực quá Ôm vợ vào lòng Tuấn Kiệt đưa tay vuốt tóc Diệu Huyền an ủi Đừng buồn nữa em Anh không sốt ruột thì thôi Em đừng lo gì cả Con cái là lộc trời cho Con muốn cũng không được Cứ thoải mái đi em Rồi con sẽ đến Mà cùng lắm ý, thì vợ chồng mình xin con nuôi Anh không nặng nề chuyện con cái đâu Nhưng còn ba mẹ thì sao anh Có lần mẹ còn bóng gió với em Là nếu trong năm nay không có bầu Mẹ sẽ tìm người khác cho anh đấy Em sợ lắm Ngoài mặt luôn động viên vợ Nhưng trong lòng Tuấn Kiệt cũng đang dậy sóng Ba mẹ không ít lần nói Anh phải đưa vợ đi khám xem thế nào Ông bà chỉ có mình anh Nên họ không chấp nhận một cô con sâu không biết đẻ Nguyên nhân sâu xa này Xem ra chỉ có vợ chồng anh biết Về Tuấn Kiệt thì không vấn đề gì Nhưng Diệu Huyền thì có Cô bị chứng tử cung thấp và cả hai bên buồng trứng đều bị teo Bẩm sinh rất khó có con Nó chính xác là không thể Vợ chồng đi thủ tinh nhân tạo ba bốn lần Nhưng cứ được 1-2 tháng Thì cái thai lại không giữ được và xảy mất Vợ chồng anh đã không hề tiếc tiền Chỉ mong có một đứa con do chính mình sinh ra Cơ mà điều này xem ra cực kỳ khó khăn Đã có lần Tuấn Kiệt đề cập với bác sĩ Mong muốn được đi nước ngoài chữa trị Nhưng bác sĩ đầu ngành phụ sản nói Kể cả anh có ra nước ngoài Thì kết quả cũng sẽ không khả quan Và quan trọng là việc này lại nằm ở phía Diệu Huyền Vì thương vợ Phải sợ cô bị tổn thương Nên anh không nói chuyện này cho ba mẹ biết Thâm tâm anh rất yêu cô Anh nghĩ chỉ cần hai vợ chồng yêu thương Chăm sóc nhau là đủ Con cái sinh được thì tốt Không được thì coi như số trời Nhưng ba mẹ anh lại khác Các cụ vẫn giữ nguyên nên quan niệm phong kiến rằng Con cái phải có trách nhiệm Sinh cháu nôi dõi tông đường Chứ không thể để dòng sống tuyệt tử. Mẹ đã hơn một lần ra tối hậu thư, bắt anh phải lựa chọn. Nếu năm nay Diệu Huyền không có bầu thì buộc bà phải tìm một người sinh con cho anh. Điều này Tuấn Kiệt chỉ giữ ở trong lòng, chứ tuyệt đối không dám nói ra với vợ. Diệu Huyền thấy chồng im lặng thì ngước mắt lên hỏi. Anh hết yêu em rồi phải không? Anh từng hứa với em những gì? Không sinh được con, em cũng đau khổ lắm chứ. Hay là anh muốn chúng ta là tới đây thì tuấn kiệt cúi xuống hôn lấy môi cô ngăn lại những câu không muốn diệu huyền là người yêu đầu tiên của anh vì vậy bảo anh phải từ bỏ cô là điều không thể nhưng phải làm cách nào để xoa dịu nỗi đau khát cháu của mẹ thì anh chưa nghĩ ra em đừng nói gì cả anh yêu em mà đừng lo anh sẽ ở bên em chỉ cần em luôn yêu thương anh là đủ cho dù phải chiến đấu với cả thế giới anh cũng quyết bảo vệ em nhưng em sợ mẹ sẽ không đồng ý kiểu gì mẹ cũng cứ để anh từ từ lỡ lời nói với mẹ em cứ thoải mái tư tưởng đi hôm sau tuấn kiệt đi làm chỉ còn diệu huyền ở nhà với chị giúp việc ngồi nhà mãi cũng chán chiều đó cô đi vào nhà trang điểm nhẹ rồi cầm túi sách bước ra nói với bà hảo con đi ra ngoài một chút cô ở nhà dọn dẹp và nấu cơm nước nhé cô có về ăn cơm không để tôi nấu Cô cứ nấu đi Có gì con sẽ gọi sau Ngồi lên chiếc máy bách mới cáo cảnh Diệu Huyền để máy Chiếc xe lướt êm ra khỏi ngôi biệt thự Bà Hảo nhìn theo lắc đầu nói một mình Khổ Cứ tưởng sầu là sướng Mà cô này cũng khổ Vợ chồng nhìn rõ đẹp đôi Mà sao mãi chẳng thể có con Trả bù cho người phanh không được Cứ sòn sòn năm một Tại một quán cà phê thơ mộng Có hai cô gái đẹp đang ngồi tâm sự đó chính là Diệu Huyền và Hạ Vi Nãy giờ thấy bạn cứ buồn buồn Hạ Vi bèn hỏi Có chuyện gì mà buồn thế tiểu thư Giận chồng à Không giận bình thường Đằng này tôi còn đang muốn chết đây Con xanh này điên à Người ta muốn sống không được Mình lại muốn chết Có chuyện gì nói đi xem nào Diệu Huyền thở dài đánh sượt và nói Vẫn là chuyện không đẻ được Bà già chồng đang ra tối hậu thư Năm nay mà vẫn không đẻ được Thì giải tán quốc hội cái gì? Bà không đùa đấy chứ Vợ chồng bà nhìn cứ như thanh mai trúc mã À thế cũng ham Bà là bỏ thế nào Thế tôi phải làm sao đây Giá mà có một đứa con Trai gái cũng được Nhưng đây Hạ Vi nắm lấy tay của bạn hỏi Thế đã đi chọc ngoái kiểm tra gì chưa Bà ổn chứ Việc mình không thể sinh con Diệu Huyền chưa từng nói với ai Kể cả ba mẹ đẻ của mình Hạ Vi là bạn thân cũng không ngoại lệ nhưng xem ra giờ cô không thể giấu được nữa Ngẫm nghĩ một lúc Diệu Huyền nói Khám hết rồi Anh Tuấn Kiệt hoàn toàn bình thường Nhưng tôi thì Bà làm sao Có vấn đề gì Người ta sợ nhất là không có tiền thôi Còn bà tiền giải từ chân lên cổ Nhà bà không thiếu gì ngoài tiền thì cứ vui lên Đừng bi quan Bây giờ khoa học hiện đại lắm Chỉ cần làm IVF Thì bà thích đẻ mấy đứa mà chẳng được Cơ mà tôi thấy bà nói cũng có lý Đúng là vợ chồng có hạnh phúc hay giàu sang đến đâu Mà không có con thì nguy cơ tan vỡ cao lắm Huống chi chồng bà đẹp như sói ca Tổng tài của một công ty vạn người mê Không sợ mới là lạ, lạ Nhà bà nhiều tiền như vậy Không chữa được trong nước thì đi nước ngoài sữa đi Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà Đúng như Hạ Vi nói Tổ ấm này của cô đã bị lung lay Đêm nào cô cũng lo mất chồng Chỉ cần tưởng tượng Anh đầu mày cuối mắt với ai Lòng cô lại sôi sùng sục Ở đó mà tơ với tưởng Câu hỏi làm cách nào để có con Luôn hiện hữu trong đầu Bác sĩ nói trường hợp của cô không còn hy vọng Chỉ có một cứu cánh duy nhất Là nhờ người mang thai hộ Như thế này Khác nào cô ngậm đồng ý cho chồng ngoại tình Và tự mình nuôi con của kẻ khác Đó là điều mà cô không mong muốn một chút nào cả Hạ Vy đập mạnh vào vai của Diệu Huyền nói Tôi hỏi thật nhé theo ngày ông Kiệt đối với bà thế nào Người như ông ấy bóng hồng vây quanh cả đống Sao bà tin được Cẩn thận kẻo vài năm sau Lại có kẻ mang con đến nhận cha thì khổ Diệu Huyền thở dài đánh sượt Cái đó tôi dám đảm bảo với bà Hiện tại ông xã của tôi không có ai Anh ấy cũng chưa một lần đi ngang về tắt Sau này thì tôi chưa biết Nhưng mà tạm thời thì tôi không vấn đề gì Mà sao bà lại hỏi như vậy Bà ngây thơ giả hay giả ngây đấy Tôi nghe nói công ty của ông Kiệt ấy, Có thiếu các em chân dài đâu Huống hồ giám đốc lúc nào cũng có thư ký kẻ kẻ bên cạnh Người như ông ấy Mà chịu ngồi một chỗ ăn chay Cùng bà thì kể cũng lạ Tôi nói cho bà đề phòng thôi Đừng có lo mất bỏ mới lo làm chuồng Là hỏng đấy Sau khi chia tay Hạ Vi về Lòng Diệu huyền nặng chịu như đeo đá Đồng hồ đã là 8 giờ tối Mà Tuấn Kiệt vẫn chưa về Diệu huyền nhíu mày khó chịu vì lần đầu tiên anh về muộn và không báo với cô sở túi sách cầm điện thoại ra cô thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ của tuấn kiệt thì ra trong lúc nói chuyện với thảo vi cô để chế độ im lặng để tránh bị làm phiền bấm gọi lại để xem anh ở đâu Nhưng chuông đổ dài mà tuấn kiệt vẫn không nghe máy làm cho diệu huyền cảm thấy ấm ức và bực bội anh đi đâu vậy chứ đi nhậu với bạn bè hay đối tác thì cũng phải nghe máy của vợ tại sao lại bỏ qua cuộc gọi của cô Hàng loạt câu hỏi vang lên mà không có hồi giải Khiến cho đầu cô như muốn nổ tung Giờ cô mới thấy mình ngu Và chấp nhận ở nhà chồng nuôi Nên bây giờ cô muốn tìm anh Cũng không biết tìm ở đâu Trong khi ấy Tại nhà hàng hải sản Mây Hồng Thực khách đang ăn uống rất nhộn nhịp Nhà hàng này có tiếng toàn là hải sản tươi sống Và nguồn thực phẩm đa dạng Đồ bếp nấu ăn ngon Thảo cùng gần chục em tiếp viên khác Được phân công phục vụ Tại một phòng VIP trên tầng 7 của nhà hàng. Trong phòng lúc này đang có khoảng gần chục thượng đế, hầu hết là đàn ông. Nhìn tôi cũng biết đây là khách hàng sang, bởi vì họ toàn uống rượu ngoại đắt tiền. Đồ ăn nào là cua hoàng đế và tôm hùm Alaska, sỏ huyết, bảo ngư tiềm thuốc bắc chuẩn vị. Tuy vậy, họ ăn hết sức từ tốn, chứng tỏ những món ở đây không phải là thứ quá xa xỉ đối với họ. Nãy giờ vào phòng, Bích Thảo quan sát thấy một vị khách trẻ đang ngồi ở giữa tuy rằng anh ta còn trẻ nhưng phong thái thoát ra vẻ lạnh lùng uy vũ của một người lãnh đạo mấy người bạn đều dành cho vị tổng tài này một sự kiêng nể nhất định khi cô sắp rượu họ cũng ý nhị mời anh uống nước người này chỉ khẽ nhếch môi cười và uống xong từ đầu đến cuối anh ta chưa hề nói một câu điều này gây nên sự chú ý cho cô thảo len lén quan sát anh ta đúng là vẻ ngoài lạnh lùng khó gần thì đây là một soái ca cực phẩm ấn tượng đầu tiên của cô về anh chàng là vẻ đẹp lịch lãm trong bàn tiệc anh không hề sảm sỡ hay tán tỉnh tiếp viên như những vị khác mà lặng lẽ ngồi hút thuốc với một vẻ thờ ơ không biểu cảm anh ta sở hữu chiều cao cỡ mét 8 khuôn mặt đầy nam tính với chiếc cằm trẻ đôi sống mũi cao đầy ấn tượng đôi mắt người này hơi sâu lại mang màu hồ phách đôi lông mày sắc nét bạn người mê chưa thấy anh ta mời cười nhưng bích thảo đoán hà làm răng của vị tổng tài này chắc là rất đẹp Cô không ngờ anh chính là nhân vật chính Là cây đinh trong buổi tiệc ngày hôm nay Bằng chứng là mọi người Đều nâng ly chúc mừng anh Mãi quan sát Cô dường như quên mất nhiệm vụ của mình Hơi có phần gây ra một chút Mấy người kia hình như đã bị rượu mạnh Làm cho hưng phấn Tức thì không ai bảo ai Mỗi người đều ôm cứng lấy một em tiếp viên Bên cạnh hồn ngấu nghiến Chỉ mình anh là vẫn thở ơ Không thèm quan tâm ai Người bạn tên Quân khoát tay ra hiệu cho cô này em gái xinh đẹp Tiếp rượu cho bạn anh đi chứ Hôm nay anh ấy là ưu tiên số 1 Em phải chăm sóc chu đáo đi nhé Dạ anh Nói rồi Bích Thảo nhẹ nhàng cầm chai rượu Remy Martin Tiến lại xoay nhẹ chai rượu sóng sánh Xoay vào chiếc ly đắt tiền bên dưới Khi vừa nâng ly lên Định mời anh Thì bất ngờ người kia gạt mạnh tay Khiến cái ly rơi xuống đất vỡ tan Thảo sợ hãi tái mặt Cô di chuyển bước chân để dọn dẹp phần thủy tinh bị vỡ Vô tình bị nó cứ đứt tay Theo quán tính cô hét lên á một tiếng Ngay lập tức cô cảm nhận ai đó đang cúi xuống Hơi thở nóng ấm thơm mùi bạc hà Phả vào gáy của cô Và bàn tay ai kia bị chặt lấy ngón tay cô Ngăn chảy máu Sự vội vàng khiến những mảnh thủy tinh còn lại Cứa vào chân anh bật máu Nhưng dường như anh không hề bận tâm Tiếng kêu của cô Đánh thức cả bàn Ai nấy đều đứng lên tiến lại phía anh và cô Nhìn thấy bàn chân của anh nhuộm đỏ màu máu tươi Nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô hai động này khiến cho mọi người mất vài giây đứng hình Bích Thảo choàng tỉnh Giật mình rụt tay lại Chạy đến góc phòng lấy bông băng ra Băng chân cho anh Bàn tay của cô run run sợ hãi Lại vừa ngại ngùng Vì lần đầu tiên cô gần gũi với một người đàn ông như thế Bằng xong cô ngước đôi mắt Mang đầy vẻ hối lỗi lên nhìn anh Bắt gặp anh cũng đang nhìn cô Bốn mắt chạm nhau Chẳng ai nói tiếng nào Cô xin lỗi rất muốn nói Nhưng lại không thể thốt ra Nó cứ nghẹn ứ nơi cổ họng bích thảo Không gian như ngừng trôi Lúc này mọi người mới ổ lên Mỗi người một câu hỏi thăm Khiến cho không gian vỡ hòa cảm xúc